Điện lực thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi người dân. Định mức sử dụng điện đã tăng tương ứng theo số ngày sử dụng vì quyết định chuyển ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng của Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, chiều ngày 7 tháng 9, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã xin lỗi người dân về sự bất tiện trên. Chia sẻ với báo chí về việc thay đổi ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, EVN-HCMC, cho biết việc EVN-HCMC quyết định chuyển ngày ghi điện vào ngày cuối tháng là nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và có thể thu thập được tất cả các dữ liệu của khách hàng trong ngày. Tất cả người dân có thể xem được điện năng tiêu thụ của gia đình mình hàng ngày. Qua đó, người dân có thể điều chỉnh được mức tiêu thụ điện, có thể tiết kiệm điện. Trước đây, việc ghi điện diễn ra trong nhiều ngày, người dân có thể không nhớ được ngày để đóng tiền điện dẫn đến việc quá hạn đóng tiền điện. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khi chúng ta chuyển ngày ghi điện vào cuối tháng thì tất cả các dịch vụ như Internet, điện thoại sẽ dễ nhớ, không quên ngày đóng tiền điện, ông Kiên chia sẻ. Theo lãnh đạo EVN-HCMC, trong quá trình điều chỉnh ngày ghi chỉ số điện thì ngành điện cũng đã có thông báo cho khách trước 15 ngày so với ngày điều chỉnh. Thông báo với chính quyền địa phương để người dân nắm rõ thông tin. Sau khi phát hành hóa đơn thu tiền điện vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, ông Kiên cho biết đã có nhiều phản ánh của các cơ quan truyền thông về vấn đề này. Qua ý kiến của khách hàng mà ngành điện tiếp nhận được, chỉ có 0,8% trong tổng số khách hàng tiếp nhận có ý kiến về vấn đề này. Hiện chúng tôi đã giải thích và tỷ lệ khách hàng đóng tiền đã trên 60%, không có khách hàng nào còn thắc mắc về vấn đề này. Chúng tôi xin lỗi khách hàng về sự bất tiện trong việc điều chỉnh vừa qua, ông Kiên nói. Liên quan đến hóa đơn tiền điện trong tháng 8, 2023 vừa qua tăng cao, ông Kiên cho biết, việc ghi điện từ đầu tháng 8 và giữa tháng 8 thì phát hành hóa đơn trọn 31 ngày, nhưng lần này dời đến cuối tháng nên khách hàng sẽ có số ngày sử dụng điện tăng tương ứng từ ngày ghi điện cuối đến ngày 31 tháng 8. Ngoài ra, đối với những ngày tăng thêm thì định mức sử dụng điện cũng sẽ được tăng tương ứng. Ông Kiên cho biết, qua tính toán cụ thể từng trường hợp thì tất cả các hóa đơn chúng tôi phát hành đều khớp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.